há miệng, há miệng. Không gì vậy, há miệng. Ba ngày nay cũng còn 3% cái gì vậy? Chỉ là nó to như con dâu. Há miệng nha. Há miệng. Còn chị nói không? Nếu bây giờ hai người bàn lùi vậy thì quá là bất công. Gì kỳ vậy con, ăn cái gì? Há há miệng ha. Há miệng à? Há miệng. Ngậu ơi, con ăn cái gì tè le cái miệng hết. Há miệng. Há miệng. Há miệng nha. Há miệng ha. Gái bà Hề. Má sẵn sàng là con mình là người thích sợ là một hiểm khí lo. Nhờ những người đáng sợ rất quan trọng. Nhưng không phải quá gần họ hết. Mẹ đọc được câu đó trong tôi lực nào vậy? Há miệng nha. Hành động tự nhiên đi. Ai kêu nó há miệng nó cứ lè cái lưỡi. Trời ơi, ăn trên mũi luôn. Chết chưa, chưa tẹt chưa. Thôi, thôi. Há miệng nè. Nó no, 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 nó